kinh văn Chúng sanh ngoan mê, bất tự thốn lượng, phùng thử nhân duyên, mê bất tự thức, vị ngôn đăng thánh, đại vọng ngữ thành, đạ vô gián ngục. Việt dịch, chúng sinh ngu mê, không biết lượng sức mình, gặp nhân duyên đó, mê không tự biết, còn nói đã chứng thánh, thành tội đại vọng ngữ, phải đọa vào địa ngục vô gián. Giảng, chúng sinh ngu mê, không biết tự lượng sức mình, chúng sinh thường có tâm chấp trước, họ rất ngoan cố không biết uyển chuyển nhu nhuyến mà lại ngu si thiếu trí huệ không tự mình suy tính được việc gì chân tránh cả gặp nhân duyên đó mê không tự biết khi gặp ma cảnh như thế không đủ sức sáng suốt thẩm định điều quan trọng nhất là nếu các ông thẩm định được trạng thái đang xảy ra thì các ông không bị ma truyền nếu các ông sáng suốt nhận thức rõ ràng về nó thì các ông sẽ không bị nhầm lẫn. Nếu các ông không nhận ra thì sẽ bị mê lầm. Mê lầm là do không nhận thức minh bạch. Và điều gì sẽ xảy ra khi hành giả không hiểu rõ cảnh giới này? Nói đã chứng thánh, nó nói những lời như Các ông có biết tôi không? Tôi đã thành Phật rồi Và tôi sẽ kể cho các ông nghe Đối với tôi thành Phật quá dễ Còn rẻ hơn cả một tấm đậu phụ Thật là quá dễ phải không? Dễ nên những người như thế thường nói rằng họ đã thành Phật, họ đã chứng đạo, họ đã giác ngộ, họ đã tham được thoại đầu và hiểu được những thoại đầu ấy. Chẳng hạn như có người Mỹ vừa đến đây và hôm nay, anh ta là một loại như lục tổ của nước Mỹ, đã đến cách đây vài hôm, anh ta không lại Phật, không nghe Pháp, chỉ ăn trưa rồi đi. Lý do anh ta đi là vì ma kéo đi, trong người anh ta có quá nhiều ma khí, đến nỗi anh ta cảm thấy bất tiện khi phải lưu lại đây, dù chỉ thêm một phút sau khi ăn trưa. Quý vị nên có nhận định rõ ràng tổng quát về người bị ma gá. Phong cách của nó biểu hiện qua suy nghĩ nó đã thành Phật nên chẳng cần lạy Phật nữa thành tội đại vọng ngữ sẽ rơi vào địa ngục vô gián trong tương lai chắc chắn nó sẽ rơi vào địa ngục vô gián đừng có trông mong một khoảnh khắc tạm thời ngưng nghỉ ít nhất cũng là chín đời dài nhất là một trăm thế không nghe theo phật pháp là vì ma lực đã chiếm đoạt nó rồi dù nó muốn nghe thì thân tâm nó vẫn thấy rất khó chịu khiến nó không thể ngồi yên trước đây tôi đã kể cho quý vị nghe chuyện này quý vị nên hết sức lưu tâm khi quý vị đến chùa hoặc niệm Phật đường nào, quý vị cũng phải tuân theo thiền môn quy củ nơi đạo tràng ấy. Hãy làm theo những gì mọi người đang làm. Đừng đứng khi mọi người đang lại Phật. Những người hành xử như thế sẽ không bao giờ học được Phật Pháp. Khi học Phật Pháp, quý vị phải hết sức khiêm tốn, cung kính và chân thành. Kinh Văn Nhữ đẳng tất tu, tương như lai ngữ ư ngã diệt hậu truyền thị mạt pháp biến linh chúng sanh khai ngộ tư nghĩa vô linh thiên ma đắc kỳ phương tiện bảo trì phúc hộ thành vô thượng đạo việt dịch vào thời mạt pháp sau khi như lai nhập niết bàn các ông cần phải đem lời dạy của như lai chỉ bày cho chúng sinh khiến cho họ được tỏ ngộ nghĩa đó Đừng để cho thiên ma có gì quấy phá, phải giữ gìn che chở cho chúng sanh thành đạo vô thượng giảng vào thời mạt pháp sau khi như lai nhập niết bàn các ông cần phải đem lời dạy của như lai chỉ bày cho chúng sanh các ông là a nan và các vị đại bồ tát các vị đại tỳ khưu trong hội chúng cùng các vị đại trưởng lão đây là lời khuyến tấn của đức phật các ông phải truyền dạy giáo pháp của như lai liên tục cho đến thời mạt pháp khiến cho họ được tỏ ngộ nghĩa đó, dạy cho họ hiểu được kinh thủ lang nghiêm, dạy cho họ về 50 loại ấm ma, về từng tướng trạng ma trong sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm mà tôi đã giảng giải cho ông, hãy hết lòng truyền bá giáo lý này cho chúng sanh được hiểu. Đừng để cho thiên ma có gì quấy phá, nếu các ông cứ để cho ma muốn làm gì tùy ý thì các ông sẽ bị phiền nhiễu giữ gìn che chở hộ trì Phật pháp, giúp cho chúng sanh được thành đạo vô thượng. Hết quyển 9 theo bản Hán.